Sau đợt chỉnh sửa vừa rồi thì không chỉ hiệu ứng kỹ năng của Vì Tướng Điêu Thuyền bị chỉnh sửa đâu, mà đến cả các bộ trang phục của chúng ta cũng được chỉnh sửa lại và bị cắt bớt rất là nhiều. Và bây giờ các bạn cùng mình vào trải nghiệm tất cả hiệu ứng của các bộ trang phục bậc 2S, bậc 2S hoạn của Vị Tướng Điêu Thuyền để xem là bộ trang phục nào sẽ bị cắt nhiều nhất nhé. Với bộ trang phục đầu tiên thì mình sẽ chơi bộ trang phục hợp tác của Linko Mobile với bộ phim Thủy Thủ Mặt Trăng. Có vẻ như là hiệu ứng của bộ trang phục này thì không bị cắt nhiều, vẫn rất là đẹp, vẫn rất là lung linh. Và chúng ta có double kill này. Tính ra thì cái đợt mới ra mắt thì có thể có bị chê rất là nhiều, kiểu nhựa này, chê của bộ trang phục này hiệu ứng kỹ năng đơn giản các thứ này. Nhưng mà thực sự thì khi mà mình chơi lại bộ trang phục này, mình thấy vẫn là bộ trang phục đẹp nhất của Vị Tướng Điêu Thuyền. Thậm chí là nếu như mà so sánh với Điêu Thuyền Way thì mình vẫn thích bộ trang phục này của Vị Tướng Điêu Thuyền hơn so với cả Điêu Thuyền Way. Rồi mình phải dí vào con thỏ này mới được. Vẫn có mạng mang về này. Ở team bên kia thì chúng ta cũng có Điêu Thuyền Thần Ngọc. Thì đây cũng là bộ trang phục mà mình thấy là bộ trang phục đẹp nhất trong dàn skin bậc S cộng của Vị Tướng Điêu Thuyền rồi. Giờ này thì mình chỉ đánh thường thôi, chủ yếu sẽ là test skin, hiệu ứng skin cho các bạn nhé. Ô, đóng băng xịt kìa, mình tưởng quả đây nó sẽ thu được cái bụi cơ. Không sao, vẫn có mạng mang về, vừa sắc đẹp đi về thôi. Mọi người hãy bấm giúp cho mình nút like video này cũng như là đăng ký kênh của mình để xem mình chơi nhiều bộ trang phục khác của Linko Mobile hơn nhé. Ví dụ như là trong thời gian tới chúng ta sẽ có các bộ trang phục bậc 3S được chuyển giao sang từ Vương Giả Vinh Diệu của Vị Tướng Quixie của Nacros và rất là nhiều skin bậc 2S khác, ví dụ như là bộ trang phục của Vị Tướng Illumia chẳng hạn, để mình có thể là trải nghiệm những bộ trang phục đó trước để xem các bạn quyết định là có rước những bộ trang phục đó về sau hay không. Nhưng mà cái trước mắt là mình thấy vẫn rất là ưng bộ trang phục này của Điêu Thuyền. Rồi chúng ta có Superman. Thôi quả này Superman đúng kiểu lê lết luôn. Trận này thì mình lên sớm cái bộ trang bị đó chính là có rượu băng vào đấy. Đây là trận này gần như là không thể nào lết được. Gặp Điêu Thuyền thì đúng kiểu sách dép không kịp luôn á. Nhưng mà mình phải công nhận là sau đợt chỉnh sửa này thì sát thương dồn cùng một lúc của Điêu Thuyền thì có thể là ít, nhưng mà sát thương tổng của Điêu Thuyền toàn bộ trận đấu thì rất là khỏe, rất là nhiều. Hơn nữa là cái độ khó chịu của cái tướng này tăng lên rất là nhiều. Ngày xưa đúng kiểu đóng băng hơi bị khó, với cả cái chiêu quấy của chúng ta nó hơi bị đủ, các bạn đứng một chỗ thôi và rất là dễ bị ngắt. Nhưng bù lại thì sát thương ngày xưa thì rất là lớn, sốc sát thương rất là nhanh. Bây giờ thì sốc sát thương không được bằng được, nhưng được cái là khó chịu hơn rất là nhiều. Thôi xong đôi chuyển đi bên kia rồi. Ở trong phần bình luận thì mình thấy có bạn hỏi là nên lấy bộ trang phục Tà Linh Pháp Trượng hay là lấy bộ trang phục Thần Ngọc. Thì mình nói luôn là cứ Thần Ngọc mà lấy thôi các bạn. Tại vì Tà Linh Pháp Trượng thì ra mắt trước thế thôi. Thì như cái bộ đấy là ra mắt trước, còn Thần Ngọc ra mắt sau. Còn hiệu ứng của Thần Ngọc thì làm đẹp hơn rất là nhiều. Tà Linh Pháp Trượng gần như các bạn không thấy cái gì đâu. Ứng thì hơi tím 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 thôi. Ok, và đây là trận đấu đầu tiên mình sẽ thử bộ trang phục Điêu Thuyền Thủy Thủ Mặt Trăng. Các bạn nghĩ sao về bộ trang phục này thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Và trận này mình MVP là cái chắc rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang bộ trang phục tiếp theo được mang từ Vương Giả Vinh Diệu về, chính là bộ trang phục Điêu Thuyền Thất Tịch Tiên Tử. Với bộ trang phục này thì đúng kiểu không còn cái gì để mà nói luôn, bởi vì là cắt nó quá là ố dề. Cái đầu tiên là chính là các bạn sẽ thấy được là cái lớp giáp của chúng ta gần như một cái vầng sáng thôi, nó không có cái lớp giáp đẹp giống như là bộ trang phục mặc định đâu. Mặc định nó còn đẹp hơn cả cái bộ trang phục này. Thì các bạn thấy cái lớp giáp ở đó. Các hiệu ứng khác của chúng ta ví dụ là chiều cuối thì cũng sẽ cắt bớt này, chiều 2 cũng thế. Thì đây sẽ là bộ trang phục bậc 2S mà đánh giá là thấp nhất trong cả 4 bộ trang phục. Nên là theo mình thấy thì thời điểm này các bạn cũng chưa nên là nếu mà định rước bộ trang phục này về chơi thì thôi, chưa nên đâu. Thà mình sẽ Thần Ngọc còn hơn á. Ê thôi xong mình rồi. Ôi, mình trước cuối sớm quá, dùng tốc biến sớm quá. Vẫn ngỏm luôn kìa. Thế nó nhìn cái lớp giáp này chán không buồn nói luôn á.
Trận này thì mình sẽ thử điêu thuyền tốc đánh, là mình sẽ lên cả cái đồ trang bị như có song kiếm á, là thập kiếm và gươm tận thế. Có mạng của Murad này. Thôi được cái là bộ trang phục này có cái hiệu biến về vẫn rất là ok. Cả ba hiệu ứng thì thấy biến về là ok nhất rồi đấy. Thời gian tới thì mình nghĩ là những cái bộ trang phục này, cái đôi thuyền thì sẽ chỉnh sửa và trả lại cái hiệu ứng thôi. Chắc kiểu bây giờ làm vội ấy mọi người, làm vội thì tất cả các bộ trang phục của đôi thuyền thì đều sẽ phải chỉnh sửa lại mà. Làm vội sẽ tạo lấy tạo cái file chất lượng thấp để làm. Có mạng luôn này. Rồi, ô kìa, ông kia vẫn chạy được. Chỉ ngay chiếc cuối của Alice kìa. Không có chiếc cuối Alice đấy là mình cũng đứng lại đánh ở đây. Alice này dính ngay cái đồ đánh thường của chúng ta. Thêm cả thanh niên này không biết sợ trời sợ đất là gì. Điều khiển tốc đánh cũng ok phết chứ bộ. Nhưng mà này nó chỉ khỏe ở đầu game thôi nha, tầm giữa đầu và giữa game ạ thì ok, chứ tầm cuối game thì gần như là các bạn sẽ không đánh thương được nhiều đâu, bởi vì là tầm đánh thương của đối thủ rất là ngắn. Và nếu các bạn muốn đánh thương thì chúng ta phải có combat, cậu đứng gần combat á thì lúc ấy sẽ rất là khó chơi, khả năng cao là các bạn bay màu trước khi đánh thương luôn á. Nên là cái bộ này mình thấy thì tầm giữa game thì ok là ok nhất. Đi xuống bắt Alen này. Alen hết chưa cuối rồi. Ở ngoài đánh thương thôi. Vẫn chạy được kìa. Trời ơi. Ngon, 200 vàng. Trời ơi. Chúng ta còn Frita với cả Alice. Khó chịu quá à. Ồ vãi nhè. Trời ơi. Tưởng đâu quả đấy nó chui một cái bụi cơ. Vẫn có mạng này. Bây giờ mình phải xách dép đi về cái đã. Mày quá. Đi về thôi. Mọi người đừng quên là bấm giúp cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh của mình nhé. Rồi lê lết đê. Tầm này đánh thường thì quá là đã. Chờ mỗi bà Alice hết chiều là cứ đánh thường này. Ngon luôn. Thực sự là cái đồ tốc đánh cho đối thuyền rất là ok đấy nha. Ôi thôi xong. Thôi còn lại để cho team xử lý thôi. Vẫn ok. Mà không thể đánh trụ luôn cơ. Tầm này thì bên kia ra không có kịp cũng không có đỡ lại được á. Ok rồi, và đó chính là trận đấu mình chơi bộ trang phục thất tịch tiên tu. Các bạn nghĩ sao về bộ này hãy bình luận cho mình biết rồi nhé.
Còn bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bộ trang phục 2S đầu tiên của Việt Nam Điêu Thuyền. Nhưng mà nó là 2S thôi chứ chúng ta không có hiệu ứng biến V. Đó chính là bộ trang phục tiệc bãi biển. Bộ này thì ông Du Thanh Phong ông ấy hay chơi nè. Các bạn để ý mà xem, ông Du Thanh Phong rất là thích cầm cái bộ trang phục tiệc bãi biển luôn. Hầu như là các video mình thấy toàn ông đấy cầm bộ trang phục này. The future ruler of the Dragon Kingdom. Who will it be? Ngon. Ô, à đấy vẫn có mạng, vẫn có mạng, vẫn có mạng. Trận này mình support đến 13 mạng lận. Thực ra thì cái bộ này cũng chỉ tương xứng với skin bậc S cộng thôi, S cộng hữu hạn thôi. Mà con thấy là chúng ta thôi, vẫn là một bộ trang phục bậc 2S. Cứ tính là như thế đi. Rồi, trận này thấy support hơi nhiều, nếu không có ăn được nhiều mạng mấy mới được có 2 mạng này. Ok, thả chiêu cuối rất đẹp. Có mạng, à không, không được mạng nào hết. À đây, có mạng thật này. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong hết phim. Ok. Xem có thanh niên bị lê lết không chạy về được kìa. Ok, và trận đấu của chúng ta thì kết thúc ở đây thôi. Thì mình không có chống đỡ được rồi. Còn mỗi mà vương tu len. Thôi, chúng ta lại đánh trụ. Rồi, và đó là trận đấu mình chơi bộ trang phục này của Điêu Thuyền, chỉ là tiệc bãi biển. Còn giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bộ trang phục cuối cùng của chúng ta, chính là Điêu Thuyền Quay. Điêu Thuyền Quay cũng là một bộ trang phục được rất là nhiều người yêu thích. Hiệu ứng của nó làm đầu tư rất là xịn. Và có vẻ như là trang phục này thì không bị cắt tiền nhiều. Nó chỉ là hơi mờ một xíu thôi, ở chỗ cuối á. Nhưng mà phía bên Vương Chiêu Quân và bên Vương Giả Vinh Diệu nhá, thì cái chiêu quấy nó cũng bị mờ mờ này này. Ờ, xong mình bay màu rồi đấy. Thì mình thì vẫn sẽ giữ quan điểm là chính là mình thích chơi bộ trang phục cái gì nhỉ, thủy thủ mặt trăng của Việt Nam Điêu Thuyền hơn. Mặc dù hiệu ứng của bộ trang phục này trông là lấp lánh hơn, nghe Điêu Thuyền hát ok, mọi hình đều rất là đẹp, tất cả nó không bị nhựa, nhưng mà mình vẫn thích bộ trang phục kia hơn. Không hiểu tại sao nhưng mình vẫn thích bộ trang phục thủy thủ mặt trăng đấy. Ấy không phải tại vì con đôi thủy mặt trăng nào là tiếng Nhật mà mình thích đâu nha. Mọi người đừng có hiểu nhầm nhá. Our middle lane tower is under attack.
Với Lilena thì sau bài cập nhật mình thấy vẫn ok mà. Mặc dù đi làm sức mạnh cái chốc cuối của chúng ta vẫn chịu sát thương, nhưng nếu các bạn căn chuột thì vẫn ok lắm. Nó không đến nỗi là tàn tạ quá đâu. Thôi xong, ngỏm luôn. Khổ thiệt. How wonderful it would be. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Enemy double kill. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Sculpture? Thank you. Ôi trời, chết rồi. À may quá, vẫn đóng băng được này. Thơm, đánh thượng, đánh cường nữa. Hai sầm vàng, suýt thì ngỏm. Trộm vía. Let me extinguish your fiery ambition. Ông già tính làm gì đây? Thôi xong rồi, bye bye. Đòi bắt ai? Bình tĩnh anh ơi. Thôi, cùi ghê. Lại có ông già ở đây. Ông già có hỗ trợ nên thôi, không dám lại gần đâu. Ông già spam chiêu ghê quá, bên kia có Yosu. Ôi, vừa kịp đóng băng xong quả đấy mà mình đóng băng được sớm tí nữa là mình ăn được mạng rồi đấy. Thôi trận này cứ để đóng băng xong sát thân chính sẽ lại video. Ôi trời ơi, bãi nghề. À mày quá, vẫn ăn được mạng. Không bị quê. Let me extinguish your fiery ambition. I hope my voice will bring you courage. Tính ra được cái chiêu cuối của đôi thùng quay ném chiêu ra kia trông nó không uy lực giống như kiểu cái đợt ngày xưa nữa. Ngày xưa đúng kiểu đẹp nhất cái lúc mà chúng ta dùng chiêu cuối ấy, xong rồi phóng to lên hát trông kiểu đỉnh vãi. À, quả này đưa thuyền chịu rồi, không bắt được ông này đâu. Ô, vẫn có mạng của mồm kìa. À không, Elsu ăn mạng cơ. Giờ thì lên để bắt luôn ông già nào. Bye bye Elsu. Còn mỗi ông Ignis này thôi. Team mình đang đẩy đường giữa nên mình sẽ đẩy nốt cái ông này cho không cho ông đấy đi về. Tầm này thì sao mà đỡ được. Ok, 200 vàng. Còn lại để cho team xử lý thôi, mà tiện phải gáy cái đã. Cái vụ vừa nãy đầu game Narcos bị chơi gáy. Your team has destroyed a tower. Your
Rồi, và trận đấu của chúng ta kết thúc ở đây. Và đây cũng là trận đấu cuối cùng mình chơi bộ trang phục điêu thuyền Điêu Quay cùng với cả 4 bộ trang phục bậc AS của điêu thuyền. Các bạn thích bộ trang phục nào nhất thì hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết về nhé. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. My songs will resonate across the universe.